Chiều nay mùng 7 tháng 6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kansai, bắt đầu chuỗi các hoạt động tại Osaka, trung tâm kinh tế lớn thứ ba của Nhật Bản. Ngay khi tới Osaka, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thống đốc tỉnh Shiga Taizo Mikazuki. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thống đốc tỉnh Shiga khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh sang đầu tư tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, xử lý nguồn nước, tiếp nhận lao động và đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Thủ tướng cũng mong muốn Thống đốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tích cực hỗ trợ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka trong các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại tỉnh Shiga. Thống đốc Shiga cho biết, các doanh nghiệp của tỉnh Shiga quan tâm, mong muốn đầu tư vào Việt Nam, mong muốn chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp tỉnh Shiga đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Taizo Mikazuki cũng khẳng định, tỉnh Shiga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các ngành tỉnh Shiga có thế mạnh như công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường.